tặng kìa. Em biết chóc rồi sao nữa nè. Mình đang chơi trò chơi là ăn Tết xong rồi đi chơi Tết nên kiểu vậy. Tính tự chủ giúp ta đứng vững trước những tình huống khó khăn và những thử thách cám dỗ. Ăn Tết thì người mông nó kéo vỡ nhiều quá đấy. Nó thích thằng nào nó kéo thằng nào đấy thôi. Ý mẹ gì bảo là đi chơi Tết ấy, thì ai kéo thì cưới luôn, không cần nói nhiều. Gì có lấy không? Khả. Chỉ muốn làm mấy khó đó hả? Muốn chẳng chế là hỏi cháu luôn làm mấy khó đó là thôi à. Còn cháu gặp thú vị, 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 nãy mua là giấy sang chết sang cái ý tôi hỏi nãy mua là sẽ nó chỉ lấy cho nó nên nó cho kiểu mà